Hello anh em, hôm nay Beta Coffee sẽ lên cho anh em một đợt cá đồng giá 40.000 nha. Rồi, mã đầu tiên sẽ là mã 4341. Em phía trước sẽ được em Galaxy nha mọi người. Galaxy nền cam, em này vải dày nha mọi người. Vải dày. Rồi, phía sau sẽ là một em Sunbura Blue. Em này có đuôi star rất là rõ. Đợt này là đồng giá 40 nha mọi người. Rồi. Qua em tiếp theo sẽ là mã 342. Phía trước sẽ là một em Nemo Galaxy nha mọi người. Trời ơi, em này quá đẹp luôn, 40.000 mà quá đẹp, quá xinh luôn. Không có cái gì để chê với cái giá này nha mọi người. Xinh quá. Xinh quá rồi. Rồi, tiếp theo em đằng sau sẽ là một em Fancy Ghép. Em Fancy này cũng được. Cam nó hơi mờ sao vậy? Đó. Chung là chắc em này sẽ được nhiều người săn nè. Em đằng trước này sẽ được nhiều người săn nè. Trời, quá xinh luôn. Rồi, em đằng sau sẽ là một em Fancy Ghép nha mọi người. Rồi, mã 342. Rồi, qua mã tiếp theo là mã 343. Em đằng trước sẽ là một em Nemo Candy nha mọi người. Cái Candy lên trời. Chưa gì mà đã thấy em đằng sau quá xinh luôn à. Trời ơi, xinh quá. Em này có lỗi nha mọi người. Em này mà không có lỗi là bán 60-80 rồi. Em đằng sau á. Em đằng sau mọi người chú ý nha, cái chỗ cái lưng nó nè. Đó, nó có một cái khối u lành tính nha mọi người. Khối u này cũng không sao hết. Nó cũng không ảnh hưởng tới chú cá là bao nhiêu. Đó, em này vải dày. Không chuẩn. Nó chỉ có cái khối u đó, mọi người thấy rõ không? Cái khối u ngoài chỗ kia gần cái vai của nó đó. Nhưng mà đây là khối u lành tính thôi, không sai mọi người. Đó. Còn. Rồi, em qua mẫu tiếp theo nha mọi người. Mã 1344. Em đằng trước sẽ là một em Sumura Blue. Con này thì đẹp hơn em lúc đầu á. Rồi, em qua tiếp em đằng sau luôn là một em Galaxy nền cam. Em này thì không có lỗi nha. Sáng có cái anh hỏi mình mua mấy em Galaxy Ghép mà không có. Tại vì chiều nay ở đâu có xuất hiện.
kè xung nha mọi người. Thấy không? Form đẹp quá. Em này kè lên form đẹp trốn vãi. Đó. Trông nó xinh quá. Cái này không có lỗi gì hết nha. Rồi. Em lần sau sẽ làm một em Galaxy nền cam nha mọi người. Em này với em lần trước là form cực kỳ chuẩn. Giá 40k cho một em này thì không có gì để tiếc hết nha. Xinh quá. Em này cái tông nó kiểu cam nhạt nhạt á mọi người, cam vàng á mọi người. Nó không như mấy em Galaxy nền cam khác là cực kỳ đậm. Em này nó hơi nhạt nhạt, nó ngã về vàng một xíu nha. Rồi em qua mã tiếp theo luôn là mã 1346 nha. Đây, em lần trước sẽ là một em Galaxy nền cam. Nền cam nó sẽ cái tông đỏ mọi người. Thì quá hôm qua em lần sau luôn. Mã 346 lần sau. Trời ơi, một em Nemo Candy quá đẹp luôn. Mọi người trừ cái phần đuôi với phần bay của nó ra thì cái thân nó là thiên về màu xanh với màu hồng rất là nhiều nha. Hầu như là full rồi đó. Chỉ có ở giữa là nó hơi cam một xíu rồi nè. Chứ hầu như là full rồi. Này quá đẹp quá, ok luôn. Để mình coi thử nó có lỗi gì không nha. Không nha mọi người, không hề có lỗi lầm nha. Phải dày nữa chứ. 40.000 cho một em này. Đấy. Rồi, mình qua mã tiếp theo luôn là mã 347. Em lần trước sẽ là một em rồng đen. Rồng đen cái vai của nó lạ lạ không nè. Em này hiền với ta. Hiền quá. Quay qua em mình sau đi. Ôi, mới ná quay em mình sau cái nó nhòi lên nè. Đó, vẫn xinh. Cái trắng tinh thân của nó là trắng ánh vàng, hơi ánh vàng một xíu nha. Ánh vàng nha mọi người, chứ không phải là ánh trắng kia đâu. Mọi người thấy không? Đó, nó rất là đẹp. Thôi mình qua em đằng sau luôn là một em phân si ghét nha mọi người. Em này thì cực kỳ đỏ rồi, thịt nó cực kỳ đỏ luôn. Rồi, gần hầu như là gần full luôn rồi đó. Em này đẹp. Đây. Rồi, qua em tiếp theo. Mã 148. Em lần trước sẽ là một em phân si ghét luôn. Super nha. Si ghét super. Em này kè xong quá. Hai em này cực kỳ xong. Em lần sau xịn hơn nè. Em lần sau là cũng phân si ghét copper luôn mà đẹp hơn nha. Đuôi hơi sờ ta này. Đó. Kè quá dữ rồi. Rồi mình qua mã tiếp theo luôn là mã 349. Nhưng mà cái vàng này đồng giá 40.000 á. Anh em mình mua thì mình nhắn vào link Shopee phía dưới hoặc là nhắn tin Zalo cho em. Mình nhắn tin Zalo thì mình thứ nhất là mình kèm mã số. Ví dụ con này là 348 đúng không? Mọi người ghi là 348, con đằng trước thì gọi là 348 trước. Còn đằng sau thì mọi người nhắn cho em là 348 sau.
để khi mà em lên đơn hay là em check lại cho mọi người thử nó còn không á, nó tiện hơn, nó nhanh hơn. Em khỏi phải vô em check lại cái clip đó, nó rất là tốn thời gian. Mà em đơn tạo trên Zalo á, mình đặt hàng qua Zalo thì tầm 1:30 shipper đã tới lấy rồi. Mà tầm 1:30 trở đi mà anh em đặt hàng thì chắc mai mới đi được. Nói chung là mình đặt Shopee cho nó nhanh nha mọi người. Rồi em qua mã tiếp theo luôn, mã 349. Ôi, em đằng trước hình như là một em black luôn á mọi người. Em không biết tên. Rồi em này đẹp quá, em này đuôi star rất là rõ luôn, nguyên một chùm star. Nem một candy nha mọi người, em này không chuẩn, cái chấm xanh với lại hồng nó phân bố cực kỳ đều ở trên cái thân người nó nha. Đó, trời đẹp quá. Em này xung nha, không có hiền đâu. Sâu xinh quá. Người thấy không, nó là nền cam nhưng mà cái chấm xanh với chấm hồng của nó phân bố cực kỳ đều trên cơ thể nó luôn, nên cái giá trị của nó 40.000. Rồi mình qua mã tiếp theo luôn là mã 350. Cái lần trước sẽ là một cái phần xe ghế đầu trọng, sâu rất là đậm. Tại sao gọi là đầu chọc nữa, nhưng mà nghe chữ như vậy nên mình nói theo. Rồi qua em đằng sau nha mọi người. Em đằng sau là Galaxy Nemo luôn. Nó cũng thuộc dòng candy đúng không mọi người? Dòm này không, nó vẫn có thiên hồng một xíu. Thường mấy em này bán 60, 80, 100. Mà em này có 40 thôi nha mọi người. Mình nhanh tay nhanh chân đi. Đấy. À, rồi em qua em đằng sau luôn. Rồi em đằng sau form đẹp chưa? Hăng quá hăng rồi. Đẹp luôn. Ai nha mọi người, em này không có chỗ che đâu. Khuyết điểm em sẽ đá khuyết điểm cho mọi người biết nha. Rồi qua em đằng
sau luôn đi. Em đằng sau sẽ là một em Samurai Blue. Em này là chia cực kỳ đều luôn này, chia 6 tư cực kỳ đều luôn. Đuôi star rõ rệt luôn nha. Các bạn, em này đẹp hơn hai em trước. Cực kỳ đẹp nha mọi người. Rồi, em qua mã tiếp theo luôn là mã 353. Em đằng trước sẽ là một em Galaxy. Đây thì lên màu chưa có hết nha mọi người. Mua về mình dưỡng thêm vài hôm nữa. Em đọc comment em thấy mọi người kêu giọng em nhỏ. Không phải đâu, tại em đang bị khan tiếng nên nó nhỏ nhỏ chứ nó to nó vỡ giọng. Nghe nó kỳ lắm. Ôi, em này vẫn xinh chứ. Trời ơi. Thôi quay em đằng sau. Em đằng sau màu đẹp quá. Màu đây em, con đây gọi là gì nhỉ? Cam nó hơi mờ một xíu hay sao nha. Trời, em đây form đẹp quá trời luôn. Vẫn khỏe nha. Đó. Em đây 40. À, em đây có lỗi nè mọi người. Hàng gì nãy giờ em thắc mắc sao con đây mà bán có 40.000. Trời ơi. Đó mọi người để ý nha, ngay chỗ cái đuôi kìa nó. Đó. Thấy không mọi người, thấy một cái đây gọi là cái chấm nhỏ hay sao á, nó bị khối u nhỏ trên ngay chỗ phần đó đó. Hèn gì con này mà sao chủ mình lại bán có 40.000. À, quá ra nó bị lỗi nha mọi người. Đó, ngoài thấy không, ngay chỗ phần đuôi của nó bị lỗi nè. Em quay cho mọi người xem nha. Nè, nó vẫn không sao nha, nó lành tính, nhưng mà nó là một khối u nhỏ lành tính thôi nên không có sao hết. Anh em mình mua về mình chơi đồ vẫn bình thường nha. Nếu nãy mình nhìn từ xa vô thì mình không thấy rõ, bây giờ nhìn kỹ lại thì mình thấy nè, nó có một khối u nhỏ trên chỗ phần đuôi của nó nè. Đó. Mà nó không ảnh hưởng gì tới con cá à. Form em này đẹp quá mà. Rồi em qua mã tiếp theo cho mọi người luôn là mã 354. Em đằng trước sẽ là một em Fancy S. Đuôi stage đỏ. Nói chung là cái phần đầu của nó là cực kỳ đỏ rồi. Thịt nó đỏ. Sao cam mờ quá. Vẫn ok nha, không bị sao hết. Và em quay đằng sau luôn là một em Samurai Black. Black nha mọi người. Samurai đen đó. Samurai đen thì như hầu như mấy bữa nay thì bây giờ mới lên được một con Samurai đen cho mọi người đó. Sẽ là một em Nemo Galaxy. Ôi, em này xung quá trời luôn. Em này không có lỗi lầm gì hết nha. Xung quá trời xung. Em nói chung là Nemo là form đẹp rồi nha. 40.000 trở lên là đã form đẹp rồi đó. Mọi người thấy form đâu có chỗ gì để chê đâu. Em đằng sau còn xinh gấp đôi. Em đằng sau sẽ là một em Nemo Candy nha. Em
xong chưa? Hồi sáng tính ra là chốt cái con này cho anh kia rồi, mà anh kêu là anh đòi con mái, nên em bỏ lên đây, nay em lên cho mọi người luôn. Trời đẹp quá, xuất sắc. Em ném một kim đi nha mọi người. Qua mã tiếp theo luôn, sẽ qua tiếp theo là mã 356. À đây, em mình cứ sẽ là một em black samurai blue nha mọi người. Cái nào rồi, không có gì, không có gì đặc biệt. Qua em đằng sau luôn, là một em Jealousy. Đó, cho. Em không biết nghĩ được rồi. Ai nhầm người. Đó. Em khám sức khỏe cho nó nha. Chung là cái kè vô và nó vẫn đi theo cái kè. Rồi em qua mã tiếp theo luôn nha, mã 357. Ui, mọi người thấy em trên đẹp không? Mà để em quay em trước chứ có công mọi người nhầm. À, em 35 trước, em 357. Em trước sẽ của em Galaxy Red nha mọi người. Đó. Em này cũng xinh quá trời luôn à. Vẫy ở ngoài khúc sau của nó thì dày, mà đằng trước của nó hình như là mỏng lắm nha. Ở khúc sau thì vẫy dày. Xem chưa. Đó. Rồi. Ui. Ui trời. Em đằng sau là một em Galaxy Yellow nha mọi người. Cái thân của nó thì hình như là gần full xanh rồi, chỉ có mấy đốm vàng thôi. Nói chung là em này đẹp quá, em cũng không biết nói sao nữa. Mình nhìn khúc sâu của nó xinh quá ha. Hay mà mấy chị chơi cá chắc mấy chị chốt con này nhanh lắm. Em thì thích mấy con này hơn là mấy cái con màu cam ấy. Đó, thấy giờ thấy em kè chưa? Đây, xuất sắc luôn. À, hai em đây là mã 357 nha mọi người. Em Yellow sẽ là em sau và em Galaxy Red sẽ là em trước. Rồi em qua mã tiếp theo luôn, mã 358 nè. À, con này là con mái nha mọi người. Em đằng trước sẽ là một em Samurai Red. Một em mái Samurai Red. Đó, bụng cực kỳ căng trứng luôn rồi. Đó, mọi người thấy không? Ôi trời trời. Rồi, em đằng sau là một em mái luôn. Đây là mái Samurai Blue. Hai em Samurai, một em là Red, một em là Blue nha mọi người. Rồi. Trời trời ơi, kè dữ chưa. Đó. Rồi em qua mã tiếp theo luôn là mã 359. Em đằng trước sẽ là một em Nemo Candy. Em này là con mái luôn nha mọi người. Một em mái Nemo Candy. Em này sẽ thiên xanh hơn nè. Đó, quá đẹp. Nói chung là mấy em mái này toàn căng trứng, bụng nào bụng bự. À, qua em đằng sau sẽ là một em rồng hay sao ấy. Một em rồng trắng hay sao.
À, nó bị nhiễm mánh đỏ hay sao mọi người? Mọi người thấy cái vảy của nó bị đỏ một xíu không? Đó, em này là em mái nha. Mái hết nha. Để mình khám sức khỏe cho nó thử sao. Đó, vẫn đi theo bình thường nha mọi người. Giờ em quay rõ nè. Đó. Kỳ nha. Đây, em đằng trước. Rồi em qua mã tiếp theo cho mọi người là mã 360 nha. Em đằng trước cũng là một em rồng luôn, rồng đen. Không, mà như em mới nãy thì bụng căng trứng hơn em này á. Hai em này là hai em mái hết luôn nha. Đó. Đuôi star. Không, đuôi này hơi star nhẹ thôi, chút xíu thôi. Đằng sau sẽ là một em con CS luôn. Con CS. Đuôi của nó lạ quá. Nhưng mà bụng mà mọi người thấy không? Cái bụng nó cực kỳ căng trứng luôn. Đó, cái bụng đó nè. Đó đó. Trời ơi, cái bụng nguyên một cái bụng luôn. Rồi. Rồi, anh em mình mua hàng thì mình nhắn vào link ở phía dưới video nha. Gặp anh em vào đợt cá lần sau. Video này được quay tại shop cá cảnh Beta Coffee. Các cảnh quay sau đây được thực hiện bởi chuyên gia và những người có kinh nghiệm chăm sóc động vật. Đây là dàn hồ cá có các vách ngăn vừa giúp cá Beta vui vẻ khi thấy nhau vừa bảo vệ chúng. Ở đây, chúng tôi đang trưng bày và giới thiệu đến công chúng vẻ đẹp nghệ thuật của loài cá Beta. Bên cạnh đó, video này là cảnh chúng tôi đang nghiên cứu về tập tính, thói quen và hành động của loài cá Beta khi chúng thấy mặt nhau nhằm cung cấp kiến thức cho người xem về loài cá này. Qua đó người xem có thể thấy được vẻ đẹp và giá trị nghệ thuật của loài cá Beta. Khi nuôi cá này, bạn cần hồ kính có vách ngăn như trong video của chúng tôi để mang đến môi trường sống tốt nhất cho loài cá Beta. Các cảnh quay sau đây sẽ minh họa và hướng dẫn bạn cách nuôi và chăm sóc cá Beta tốt nhất. Chúng sẽ cảm nhận được sự an toàn, ấm áp và vui vẻ khi bạn nuôi cá Beta giống như trong video của chúng tôi.